Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái lợi ích từ cái chiếc quạt treo tường hoặc là quạt cây. Một cái tính năng này mang lại rất là nhiều lợi ích cho khách hàng mà không phải ai cũng biết nhé. Bạn chú ý, đây là chiếc quạt treo tường này. Khi bạn bật lên, đó, khi mở lên ấy, thì thông thường ở trên các cái điều khiển ấy, nó sẽ có chỉnh về tốc độ gió này, chỉnh hướng này, về điều hướng, hẹn giờ. Đấy, và đây là một cái tính năng mà các bạn chưa khai thác hoặc là có nhưng mà chưa biết nó là cái gì để giúp cho bạn nhận được nhiều lợi ích hơn từ cái chiếc quạt treo tường hoặc chiếc quạt cây nhé. Đó là cái chức năng là tạo gió tự nhiên. Khi bạn bấm vào nút này, rồi bạn cứ để khi bật chế độ gió này. Thông thường các loại quạt khác ấy là nó sẽ có ba chế độ gió và nó mặc định với tốc độ gió như vậy. Nhưng mà khi mình chuyển vào chế độ gió tự nhiên này, nó giống như gió tự nhiên ngoài trời ấy. Đó, lúc thì có thoảng cơn gió mạnh qua, lúc thì có một cơn gió nhỏ lại, làm cho chúng ta cảm thấy giác là nó rất là dễ chịu hơn, chúng không bị ngạt bạt hơi. Đặc biệt là nhà mà có trẻ nhỏ dùng quạt ban đêm mà chúng ta nếu như không để vào chế độ gió này ấy, thì gió nó cứ thổi liên tục này sẽ rất là bị bạt hơi và chúng ta cảm giác rất là khó chịu. Thì khi mà các anh chị sử dụng nút này ở trên điều khiển cầm tay hoặc là ở trên phím phím bấm này, nó hiển thị lên cái nút đỏ trên thân quạt ấy, chế độ gió tự nhiên ấy, thì bạn thấy rằng cái gió nó sẽ đẩy đi đẩy lại, có lúc quay nhanh lúc nó quay chậm. Nhiều 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 người không không biết là lại bảo là cái quạt này nó bị trục trặc là sao ấy, lúc thì nhanh lúc thì chậm. Nhưng đấy là một cái tính năng của đối với một cái dòng các loại dòng quạt treo tường là quạt cây nhập khẩu nhé. Ở đây là chiếc quạt cây này. Các bạn khi mà mua thì chú ý nhé đến cái nó bấm có chữ test chu này này, chế độ tự nhiên này, đây là chế độ gió tự nhiên ở trên cái thân quạt đấy. Đây là chiếc điều khiển cầm tay có chế độ này. Đấy. Các bạn nhìn thấy có nút điều khiển trên đây, quạt trần hoặc quạt cây, quạt treo tường, một khi mà có nút này thì gió nó sẽ tạo ra gió nhân tạo nhưng mà giống như kiểu gió trời tự nhiên ấy. Sẽ có những từng cái cơn gió lớn, cơn gió nhỏ. Đấy, giống như đây này. Bạn thấy rằng có lúc gió nó quay nhanh, lúc nó quay chậm và chúng ta sẽ là dễ chịu hơn, không bị bạt hơi, đặc biệt nếu chúng ta bật cả đêm. Đấy, nhiều người trên khi mua sản phẩm về mà có tính năng này nhưng chúng ta lại không 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 khai thác. Đấy, đây này, lúc nó sẽ quay nhanh hơn, lúc nó quay chậm lại. Đấy, chúng ta sẽ là dễ chịu. Nếu như mà một cái lượng gió cứ thổi đều đều liên tục như thế mà thổi thẳng vào phía người sử dụng thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó rất là khó chịu. Nhưng đây nó sẽ có lúc quay nhanh, lúc quay chậm, như kiểu gió ngoài gió trời. Đó, đó là những cái lợi ích của cái sản phẩm này mang lại. Khi anh chị đi mua ấy, thì nhớ nha, nếu mà có cái chức năng này thì chúng ta hãy sử dụng hết nữa. Nhiều bạn không biết nên cứ chỉ cần bật nó, bật on lên và bật tốc độ gió thôi, hoặc là chỉnh hướng quay đi quay lại lớp nút stream này. Nhưng đây mới là cái nút quan trọng. Chúc các bạn sử dụng những sản phẩm này một cách là hiệu quả và hữu ích nhé. Và nhớ đừng quên subscribe kênh của tôi nhé. Xin chào.